Năm học 2022 là năm học đầu tiên của khóa 2. Ban điều hành có nhiều điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nội dung đào tạo, phương thức tuyển sinh, hoàn thiện cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, việc đánh giá có nhiều đổi mới, sử dụng phương pháp tích hợp. Buổi khai giảng đầu năm này là một cái ấn tượng cho tăng ni nói khóa học nói riêng, mà cũng là để sách tấn cho các Phật tử, lớp quần pháp viên có cái sự tinh tiến hơn, chuyên sâu hơn trong cái việc học tập và phát huy được cái tâm huyết của người con Phật mà được chư tôn đức giáo hội dặn dò nhắn nhủ gửi gắm tâm huyết trong đó. Cho nên buổi lễ khai giảng được thành công, được gây ấn tượng tốt cho tất cả người tăng ni, Phật tử, người đệ tử của Phật càng tâm huyết hơn trong cái việc học và hoằng pháp lợi sinh. Sau một năm đào tạo hiệu quả mang lại rất rõ nét, được biết lớp tiếp nhận đăng ký đầu vào 150 học viên. Số học viên đủ điều kiện là 78, trong đó có 72 học viên chính thức, 6 học viên dự thính.